cuộc chiến giữa sư tử và trâu rừng là cuộc chiến đặc biệt, bởi ở đó có tính sát thương cao, mang lại tổn thất nặng nề không chỉ cho con mồi mà còn cho cả kẻ đi săn. Độ nguy hiểm trong cuộc chiến luôn được phản ánh rõ nét. Tỷ lệ săn trâu rừng thất bại lên đến 70%, thì cho thấy sư tử phải trả giá không hề nhỏ trong cuộc chiến này. Nhiều lúc sư tử phải trả bằng cả mạng sống của chúng. Bên cạnh đó mới thấy rõ trâu rừng không phải là con mồi dễ bị khuất phục. Trâu rừng châu Phi có xu hướng sống theo bầy đàn đông đúc. Chúng có cơ thể cường tráng, độ cao trung bình từ 1,7 đến 3,4 m và nặng tầm 500 đến 900 kg. Một cơ thể cao, dài, nhưng chắc nịch và nhanh nhạy. Vũ khí lợi hại nhất là cái đầu cứng và cặp sừng dài cong, nhọn hoắt. Một bầy đàn sẽ do một con trâu giàu sức mạnh, kinh nghiệm nhất dẫn dắt. Thiên địch của chúng rõ ràng là sư tử, nên chúng luôn có cách phòng vệ phản công cực kỳ hiệu quả để chống lại sư tử. Khi quyết định phản công, chúng luôn có hai lựa chọn. Một là chúng đuổi sư tử đi để cứu đồng loại thoát nạn. Hai là chúng sẵn sàng triệt hạ luôn sư tử. Ở phương án thứ hai ít xảy ra, nhưng không hiếm cảnh trâu rừng kết thúc hẳn sự sống của sư tử. Tuy biết việc săn trâu rừng là rất nguy hiểm, nhưng với con sư tử cái này nó chấp nhận rủi ro. Bởi nếu đi săn thành công, nó sẽ có một khối lượng thịt lớn ăn trong nhiều ngày. Nó theo dõi và đã tách thành công một con trâu già. Kẻ đi săn giàu sức mạnh, một mình nó đang cố gắng hạ gục con mồi. Thật không hổ danh là bản lĩnh của sư tử cái. Nó thành công hạ con trâu nằm xuống đất, nhưng nó lại không hề hay biết đàn trâu đang tiến tới giải cứu đồng loại. Tiếng kêu của kẻ gặp nạn không ngừng thôi thúc bầy đàn tới cứu. Sư tử cái nghĩ rằng nó đã thắng, nó phạm sai lầm tai hại, nó để cho con mồi che khuất toàn bộ tầm nhìn. Sự phản công của bầy trâu ngoài sức tưởng tượng. Cái sừng móc trực diện vào bụng và hất sư tử cái bay lộn vòng lên không trung. Một đòn đánh quá đau, sư tử cái bị choáng và nhận tiếp đòn tấn công kinh điển thứ hai. Con trâu già gặp nạn được cứu sống thần kỳ. Phía ngược lại, sư tử cái dính chấn thương khá nặng, nó tập tễnh rời đi thật bi đát. Đây là cái giá mà nó phải trả cho việc săn trâu. Nó cần rất nhiều thời gian để hồi phục, nhưng không biết là nó sẽ ăn gì để sống tiếp trong chuỗi ngày tiếp theo. Sư tử săn trâu là thường xuyên, là bình thường, nhưng hình ảnh trâu rừng kéo đàn cứu đồng loại là hình ảnh rất nhân văn. Nó thể hiện con vật đều có cảm xúc, tình cảm với nhau. Với kẻ gặp nạn này, nó đang trông chờ vào thứ tình cảm đó. Trong khi gặp đôi sư tử ngạo nghễ bắt lấy con mồi, sư tử được khoái chí phô trương sức mạnh vô đối. Đồng loại đang lướt qua, kẻ gặp nạn đơn độc chống lại cặp đôi sư tử. Có lẽ nó rất buồn và sợ, nhưng nó không ngừng kêu lên. Tiếng kêu cầu cứu vang vọng đồng cỏ khô. Đồng loại đã nghe thấy, thậm chí chúng biết rất rõ nỗi đau mà con trâu gặp nạn đang gánh lấy. Chẳng qua tất cả thành viên đang chờ lệnh của trâu đầu đàn. Chúng chạy qua chạy lại, nhưng chúng không rời đi. Cuối cùng chúng quyết định phản công. Sư tử cái thấy không ổn nên đã chuồn trước. Nhưng với sư tử độc thì không dễ gì buông tha. Con trâu gặp nạn vẫn đứng vững giữa đất trời, ý chí và khao khát được sống thật mãnh liệt. Đàn trâu xông tới mạnh mẽ hơn. Kẻ đi săn hung mạnh từ bỏ cuộc săn. Hình ảnh tháo chạy trái ngược với sự kiêu ngạo lúc đầu, nhưng đó là quyết định khôn ngoan. Với đàn trâu, sự vô cảm không có chỗ đứng trong thước phim này.